Mas Vom Quang Hùng, chủ nuôi Nguyễn Quang Hùng, Hà Nội. Hello, xin thông báo tất cả các thí sinh tham gia dự thi sẽ được nhận giấy chứng nhận sau buổi thi trong ngày hôm nay, và vui lòng giữ áo số để chụp hình lưu niệm và nhận giấy chứng nhận vào cuối buổi thi. Tất cả các chủ nuôi chó khi lên nhận quà tài trợ hoặc là nhận giấy chứng nhận từ ban tổ chức, vui lòng mặc áo số đi theo. Xin nhắc lại lần thứ hai, tất cả các anh em tham dự cuộc thi sẽ được nhận giấy chứng nhận đánh giá từ giám khảo sau cuối buổi thi, và tất cả các anh em mặc áo số để lên nhận quà tài trợ từ tất cả các công ty sau buổi thi hôm nay, vui lòng. Phần thi của chó số báo danh 265, phần thi riêng đã xong, tiếp đến là phần thi riêng của chó 266 Abad Vom Văn Khánh, sinh ngày 20 tháng 10 năm 2018, chủ nuôi là anh Nguyễn Viết Cường, Hà Nội. Con này là 14 tháng rồi. This is very old, and you know, it makes the dogs nervous. Yeah, you need a new one. Okay? Yeah. Okay. Go! Anh! Giám khảo đo chiều cao và đo chiều sâu của ngực cho từng con chó tham gia thi ở hạng thi này. 12 đến 18 tháng. Không nói chuyện ai cả. Bao nhiêu tháng nhỉ? Dạ, đẻ tháng 10, 14 tháng. 15 tháng.
tính rồi. Kẹo đây ăn đi. Không phải kẹo của em đâu. Giám khảo đã nhìn đâu mà đã chạy như thật đấy. Phần chạy chung của ba thí sinh. Đây, thí sinh dừng lại giúp em. Đứng tách xa chú chó của mình ra. Chuẩn bị phần đề thử thần kinh ạ. Không chạm vào chó. Rồi, cảm ơn anh. Bắt đầu cho chó đi bộ giúp em. Bắt đầu đi sao? Bắt đầu ạ. Đều đều đi.